Hello, xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay tự nhiên không biết làm gì hết. Cho nên lấy cái cúc giải ha, ra may cái mấy cái khẩu trang. Và đây là thành quả của mình. Thì mình lấy gặp ở trên mạng ha. Xong rồi mình làm gặp giấy, xong rồi mình đo và mình may ha. Đây là chiếc khẩu trang tự mình làm, tự mình may ha. Thì mình may cũng đơn giản giống như trên mạng hướng dẫn á cả nhà. Đó, mình cũng may gấp gấp vô như thế này rồi luồn dây thun vào. Thì mình mất khoảng nói chung là 1 tiếng đồng hồ cả nhà. Mình mất 1 tiếng đồng hồ để làm được 6 cái khẩu trang thôi. 6 cái khẩu trang ha. Cái hoa, cái Lumiere là cái hoa này là tượng trưng cho hoa hoa của Hawaii cả nhà, giống như là hoa sứ của người Việt mình á. Mình may được 6 cái thì ngày mai mình, nếu mình có thời gian, mình sẽ may tiếp. Đây là cái thành quả từ hồi chiều tối đến bây giờ là may được 6 cái. Mình may bằng máy may công nghệ, máy may giống như là máy may hiện đại á, nó cũng dễ ha. May cũng rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ và tốn cũng ít thời gian thôi. Thôi thì mình sẽ tạm đặt cho cái khẩu trang này là Aloha Mask ha, là giống như là cho nó một cái tên đi. Thì mình may 6 cái này thì mình sẽ tặng cho những người bạn thân thiết của mình ha. Nó, ai có cần thì mình tặng, còn ai mua thì mình cũng bán, nhưng mà mình chỉ bán cái giá rẻ, thiệt là rẻ thôi cả nhà. Giống như là giúp đỡ thôi chứ không có lời đâu. Đơn giản, mặc dù khẩu trang vải thì nó không có chống được virus, nhưng mà hôm trước mình nghe trên đài nói là mình đeo khẩu trang vải giống như là cũng tạm thời thôi, còn hơn là mình không có đeo cái gì. Khi mình đi ra ngoài đường thì mình, nó cũng có thể giúp mình ngăn ngừa được bụi bặm này kia ha. Thì khẩu trang này mình có thể giặt để tái sử dụng cũng được nha. Còn nếu ai mà thích thì mình cũng có thể tặng nha cả nhà. Nói chung là góp một phần nhỏ ha, để mà giúp đỡ một ít người trong cái hoàn cảnh như hiện nay. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe. Mong sao dịch bệnh sẽ sớm qua đi để bà con cô bác trở lại một cuộc sống bình thường, buôn bán kinh doanh làm ăn.
không còn phải lo sợ dịch bệnh nữa. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe nha. Mong là corona nó sẽ không còn nữa, nó sẽ bị biến mất. Chúc cả nhà một ngày thật là tốt lành. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Nếu cả nhà thích video của mình thì cả nhà có thể nhấn nút đăng ký, subscribe và like hoặc là share video của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.